Chị sinh thường hay sinh mổ vậy anh? Sinh thường 3,8 kg. Mình là người ở trong phòng sinh cùng với các bác sĩ mở nhạc vũ trường lên hát. Thở làm đủ kiểu hết. Rất là may mắn là Sĩ Luân được gặp những bác sĩ rất giỏi và những người hộ sinh rất là nhiệt tình. Sĩ Luân họ đều nhận ra mình cả. Luân có bài gì hát nhạc sung nhất là đem ra hát. Mắt này sát cánh bên nhau, anh em nhiều lắm, hát hết bài remix hết để tự quên cái đau để có thể là rằng nó nhanh hơn. Tuy nhiên là thật sự bản thân mình là người đàn ông, mình không có đau đớn khi đặng đẻ, mình không có cái thiên chức mang thai đó, nhưng mà mình nhìn vẫn sốc. Là khi mà vừa mở cổ tử cung mà là thấy cái đầu em bé, một cái đầu có tóc, là mình thấy là mình hồi hộp rồi, cực kỳ hồi hộp. Lúc đó mình chỉ tâm niệm là làm sao cho mẹ tròn con vuông thôi. Vì chúng ta đều biết là sinh nở là cửa tử mà, rất nguy hiểm. Và rất may mắn là 45 phút, rặng 45 phút thì em bé đã ra đời. Và em bé nó chỉ khóc một tí khi mà nghe Sĩ Luân hát một bài hát mà hay hát lúc mà mang thai thì nó lính luôn. Nó không phải cảm em bé được, nó cảm nhận được. Mình cảm nhận ở đây là một đứa con mình đã trông chờ rất là nhiều ngày tháng. Nghe cái quá trình mà là anh đưa vợ đi đẻ, em thấy nó vui ghê trời. Vui. Kiểu như là đi đẻ mà là giống như đi cắm trại hè. Cắm trại cũng thôi, là giống như đi vũ trường vậy đó. Đùng cố lên em, xong cái đẻ. Thì là anh có nhớ được cái cảm giác lúc đó thì là có cái chuyện gì đó đáng nhớ nó xảy ra không ạ? Bản thân mình với bà xã cũng thích số đẹp. Thì ngày đó là 19 tháng 2. Nếu mà lắp sau 12 giờ thành là 20 tháng 2. 2002. 2002 là quá đẹp đúng không? Nhưng mà cuối cùng là bản thân mình thì nó thôi bây giờ không đẹp biết gì hết. Làm sao cho em bé nó ra thôi. Vì bây giờ em bé 3,8 kg là nếu trong trường hợp các bác sĩ chẩn đoán và không có thể lấy em bé được phải mổ. Nghĩa là đau hai lần. Bắt đầu mình cũng lo và mình mong ước trong đầu mình là mình chỉ nguyện cầu làm sao hai mẹ con tốt nhất. Và thấy bác sĩ cầm cái kẹp bự gì bỏ ở trong mà kẹp nó ra. Thế là mình thấy là một cái điều nó ngoài sức tưởng tượng rồi. Tại trước giờ người đàn ông như mình có bao giờ thấy điều đấy đâu. Kẹp ra thì là em é lên cái rồi thôi thì là mặt nó bị dày nó đỏ thôi. Và bây giờ mất luôn vết đó rồi. Thế kẹp ra và bà xã em bé là một sự nhẹ nhõm. Vì là trước đó cả một tuần thì cũng có những hiện tượng chuyển dạ. Nhưng mà nó cũng vô xong ra. Những ngày cuối là thôi ở trong bệnh viện luôn. Mình cảm thấy rất hợp với em bé này. Nghĩa là khi nó gần mình nó rất dễ chịu. Có thể ở mẹ nó bực mình này kia, nhưng mà ở với mình rất dễ chịu. Và đặc biệt là con gái sẽ luôn không biết khóc. Vừa rồi nó có quay quảng cáo cho một cái hãng sữa và máy hút sữa. Thế là đạo diễn kêu khóc đi, mình không có ở đó, chỉ mẹ với bà thôi. Thì bà lấy tay nhéo nó khóc, nó cũng khóc luôn. Và sẽ luôn có một đứa con không biết khóc. Sau 6 tháng bắt đầu mới biết nhăn mặt thôi, bị chích ngừa thì mới rớt nước mắt. Chứ nó lại không có kiểu khóc mà tối ngày sáng đêm. Và cái điều hay là mặc dù trong lúc 4-5 giờ sáng nó thức dậy, nó khát sữa, thì nó mở mắt ra, nó nhìn mình trong bóng đêm, nó vẫn cười. Nó vẫn nở nụ cười. Và 7-8 giờ bả dậy xong thì ẩm ra bả vẫn cười. Mà nó như hoa hậu Tân Thiện vậy đó. Nhìn ai, bất cứ ai cũng bồng được. Và bất cứ ai nhìn đó là nó cười. Nó cười đầu tiên trước khi nó giao tiếp những cái cảm giác khác. Hầu như là mọi người cũng mới đầu là 1-2 tháng lo vì thấy nó không khóc. Cũng làm đủ mọi cách cho bả khóc nhưng bả không khóc. Và ngược lại là bả cười không. Mà có những cái bà cười rất hứng thú và mình thấy đúng là nụ cười nít. Ồ, vậy là bé còn rất nhỏ nhưng mà là theo những gì anh kể em thấy là bé rất là điềm đạm luôn đó. Dạ. Và anh thấy cái sự điềm đạm đó là đến từ anh hay là từ chị? Anh nghĩ là cả hai. Ai cũng điềm đạm hết. Cái hạnh phúc nhất là cái nụ cười em bé. Tôi nghĩ là không có gì bằng cái nụ cười của đứa con. Khi mỗi lần mình làm việc mệt về hay mình có những cái không có vui trong lòng, không thành công, hoặc là vợ chồng có những cái nó tương khắc với nhau vì hai cá thể với nhau, rồi mình hai vùng miền khác nhau nữa, Hà Nội, Sài Gòn khác nhau, rồi đứa con nó làm một cái điểm mấu chốt hóa giải mọi thứ. Và đi đâu mình cũng muốn là về ôm cô ấy, hoặc đi đâu đi ngang qua hoặc là làm cái gì thì trước khi còn 1-2 tiếng làm cái việc kế tiếp hợp thì cũng muốn bay về ôm hôn nó một cái. Thì luôn nghĩ là con gái là điều tuyệt vời cho các ông bố. Thì có muốn về ta nữa hả? Cho em sợ cái lấy dí á. Cái chắc là con gái, chắc là con gái. Anh dành rất nhiều tình cảm cũng như là rất nhiều thời gian
cho vợ mình và đặc biệt là cho con của mình. Riêng con của mình thì nó rất thích sự sôi động, nghĩa là trên TV có chương trình Dave and Eva, có những bài hát về Giáng sinh, những con vật đi xe buýt nhảy nhúng lại ở dưới, nó rất cười, nó vui, tự nó coi. Và khi mà cha mẹ thức dậy mà kêu em đi là tự nó giật giật liền, nghĩa là mình thấy nó tiếp nhận cái năng lượng tích cực rất lớn từ cuộc sống. Nghe những gì mà anh Luân chia sẻ thì em thấy luôn nha, anh thực sự rất là tự hào về con của mình. Cũng như tự hào về gia đình của mình đang có. Khi mà mình đón đứa con đầu lòng sẽ có một sự thay đổi nhất định, mà tới lúc đó mình mới nhận ra là lý do tại sao mà nó vậy. Giống như là giữa em và vợ của em á, tụi em gặp nhau cũng rất là tình cờ, đến với nhau cũng rất là tình cờ, ở bên cạnh nhau cũng một khoảng thời gian, là sau đó là quyết định có con luôn. Chưa hề đám cưới. Có quyết định không? Quyết định chỉ vì có một cái suy nghĩ vậy thôi, thì là vợ em về nói luôn là anh đẻ hả? Ok thì em cũng anh nghĩ đâu phải nào đơn giản được vậy đâu. Đúng rồi. Cũng phải là cấy này cấy nọ rồi dăm ba bữa nửa tháng rồi mới được. Cái dính luôn anh. Hay quá ta. Một cái kịch rồi xong một cái tự nhiên tuần sau là vợ em không cho em đụng luôn á. Rồi một tuần sau tự nhiên cái vô cái chỉ nhẹ nhàng lấy với em xong một cái. Hay quá. Nè. Ủa dính rồi hả? Ủa dính rồi hả? Giống như là đứa con ở đời thì nó tạo một cái sự thuận lợi trong cái công việc. Thường trong nghệ thuật là mình kết hôn, còn có con thì là công việc nó sẽ giảm rất nhiều. Và dĩ nhiên là trong cái năm đầu tiên, Si Luân nghĩ là ông bố nào cũng vậy, cũng phải dừng lại để chăm con. Và Si Luân cũng dành thời gian chăm. Và luôn nghĩ là cái gia đình nào rất may mắn mới có bà ngoại chăm em bé. Vậy thì là cái vấn đề mà là chăm em, ví dụ như là thai tả nè, rồi đó, cho bé ăn, rồi bé bú, thậm chí là tới ăn dặm luôn đi, là anh đều có sự trợ giúp đến từ bà hết. Và cái công việc này là cả ba cùng làm như nhau. Bà xã anh bận, khi anh bận thì bà ngoại phụ. Còn nếu anh có nhà thì anh làm, bà xã ở nhà bà xã làm. Và công việc này dường như là mọi người đều rất là thuần thục. Xây tròn. Thay tả cho em kiểu nào, tắm kiểu nào mọi người biết hết. Thì là bà xã rất chịu khó nghiên cứu. Từ khi có em bé mang thai, trong người là nghiên cứu hết những cái gì dành cho con từng tháng này kia. Rồi vaccine tiêm chủng thế nào, là mua trọn gói cho 2 năm, cái gì nó cũng sẵn hết rồi. Tháng đầu, ví dụ tháng 1, tháng 2 thì là em bé nó sẽ thức 1 tiếng, ngủ 1 tí, rồi bú 1 tiếng, bú 1 tiếng ngủ, như cứ vậy hoài. Thì là cái những người đi làm với chúng ta chịu không nổi. Và những cái tháng đầu thật sự là tối mặt, tối mũi. Nhưng mà cũng may là mình là dân thức khuya nữa, làm nhạc, do vậy nó cũng không tới nổi. Và cái may mắn là khi mình đuối thì có bà ngoại hỗ trợ. Khi ngoại đuối, con mình hỗ trợ. Còn mẹ là mấy tháng đầu mẹ nghỉ, tại mẹ đang dưỡng. Ba người thay phiên nhau chăm em bé. Vợ chồng em khi mà đã quá mệt mỏi á, về công việc và tất cả mọi thứ, chăm con đuối quá, có ngoại lo hết. Cái lúc mà là dạng như là ở cử cho phụ nữ khi mà vừa mới sinh nở xong á, thì em nghĩ tốt nhất là nên để cho người phụ nữ được về bên nhà ngoại. Tại vì là dù muốn dù không thì là con người ta sẽ hiểu tính hơn. Đúng rồi. Và người ta sẽ giống như là sẽ không có vấn đề xảy ra. Con cũng dễ nhờ mẹ nó, thí dụ mà bà ngoại đi, thí dụ là mẹ ơi lấy một con cái đi, thì nhờ cũng dễ dàng nữa. Thì tới bà nội không lẽ giờ con kêu bà nội kêu má chồng không biết làm sao, không biết nhờ làm sao, con mà không biết má chồng có vui hay không như thế nào nữa, nó sẽ bị ngại những vấn đề gọi là sinh hoạt. Anh nghĩ là có những cái câu chuyện rất khó nói, bởi vì cái thời gian tiếp xúc, ví dụ đi đơn thuần là bà nội với lại vợ thì nó cũng không nhiều để hiểu, và bà ngoại với vợ là như là một rồi. Con mình đẻ ra mình sẽ biết nó thích cái gì, nó muốn cái gì, và khi nó tâm sự những điều thầm kín trong lòng nó dễ hơn. Và sẽ luôn nghĩ là gia đình là có bà ngoại, đó là một sự may mắn cực kỳ.